Bài 35 ta làm tiếp IK này. IK ta có lim 1 trừ đi căn bậc 3 cos x chia cho sin bình x x tiến tới 0. Đây cũng vẫn là dạng không nhân không. À, đương nhiên để mà tách cái này ra được thành một chữ cos thì ta phải nhân chia với thức liên hợp bằng này. Ta nhân chia với thức liên hợp bậc 3 bằng lim. Ta nhân liên hợp bậc 3 thì trở thành a mũ 3 trừ b mũ 3, tức là 1 mũ 3 trừ đi căn bậc 3 của cos x mũ 3, thì vậy thì thừa còn 1 trừ đi cos x chia cho này sin bình x nhân với biểu thức liên hợp của trên tử, tức là 1 cộng với căn bậc 3 cos x rồi cộng với căn bậc 3 cos bình x. Đấy, biểu thức đây là biểu thức liên hợp của trên tử. Nhân chia vậy x tiến tới 0. À, ta biến đổi chút bằng 1 trừ đi cos x chính là bằng 2 sin bình x trên 2. Vậy bằng đi 2 sin bình x trên 2 chia cho à, ta biến đổi lên sin bình x này chính là bằng 4 luôn này. 4 sin bình của x trên 2 cos bình của x trên 2 nhân với thằng này vẫn giữ nguyên thôi, 1 cộng với căn bậc 3 cos x cộng với căn bậc 3 cos bình x. Đó. X tiến tới 0. À, ta chỉ tiêu thôi. À, chỉ tiêu ấy, chỗ 0 này đi. Sin bình x trên 2, sin bình x trên 2 hết. 2 4 thì còn 1/2 thôi, bằng lim 1 chia cho 2 cos bình x trên 2 nhân trong 1 cộng với căn bậc 3 của cos x cộng với căn bậc 3 cos bình x. Ok. X tiến tới 0, mất dạng 0 0 rồi. Trên là 1. À, cos 0 thì bằng 1, cos 0 bằng 1, 1 vậy đây là 2, 1, 2, 3, 2 nhân 3 bằng 1 phần 6. Ok, đây IK, rất là dễ thôi. Tiếp tục IN. IN đây thì chúng ta nên lim đây. Cộng 1 trừ đi x sin x trừ đi cos 2x chia cho sin bình x x tiến tới 0. Ông ta thấy là nếu cũng x sin x này này nó sẽ tách ra, sẽ chia tiêu với là sin x này. Thế còn 1 trừ đi cos 2x thì ta sẽ gộp hai thằng này với nhau. Đó, sẽ bằng này. Lim này. Ta gộp luôn. 1 trừ cos 2x thì bằng 2 sin bình x trừ đi x sin x chia cho sin bình x x tiến tới 0 rồi tách ra thôi, bằng 2 sin bình x chia cho sin bình x thì còn 2 thôi, còn lim của 2 x tiến tới 0 này trừ đi lim sin x trên x còn x chia cho sin x x tiến tới 0. Thực ra lim của x trên sin x hoặc sin x trên x tiến tới 0 thì đều bằng 1. Đó. Nếu chúng ta không chúng ta biến đổi thêm một lần nữa bằng lim, lim của 2 là bằng 2 rồi. Nên là 2 này. Đó. Trừ đi lim của 1 chia cho sin x trên x đây. X tiến tới 0, chúng ta tách đây chính là bằng 2 trừ 1 và bằng 1, kết quả của ta là 1. Đó, là dễ chúng ta chú ý những cái công thức
1 trừ đi cos 2x. Công thức đấy là rất là quan trọng. 1 trừ cos 2x thì bằng 2 sin bình. Đa phần đây chúng ta sẽ biến đổi về sin hết. Đấy, chúng ta mới khử được dạng, không chúng ta không khử được. Ok. Tiếp tục sang IM. IM lim căn 1 cộng với x bình trừ cos x chia cho x bình phương x tiến tới 0. Chúng ta thấy đây là vừa hàm đa thức lại hàm lượng giác, chắc chắn là thêm bớt để tách ra rồi. Đấy, chúng ta thêm bớt như thế nào? Ta thay 0 vào đây thì đây 1, vậy chúng ta phải dạy thêm 1. Lim căn của 1 cộng với x bình trừ 1. Rồi đương nhiên cộng với 1 trừ đi cos x. Đó, đây thành một cụm. Chia cho x bình phương x tiến tới 0. Ôi, ta tách ra làm 2 thôi. Bằng lim của căn của 1 cộng với x bình trừ 1 chia cho x bình x tiến tới 0 cộng với lim 1 trừ đi cos x chia cho x bình x tiến tới 0. Thằng này nhân chia biểu thức liên hợp rồi chia thì ta được lim. Nhân chia biểu thức liên hợp của bậc 2 này thì ta được là 1 cộng căn của 1 cộng x bình, tất cả bình thì 1 cộng x bình. Rồi trừ đi 1 thì trừ 1 hết trên tử còn x bình. Chia cho x bình lấy mẫu nhân với biểu thức liên hợp trên tử tức là 1 cộng với x bình cộng với 1. Ok. X tiến tới 0. À, thằng đằng sau này dễ rồi, có công thức rồi, lim 1 trừ cos x chính là 2 sin bình x trên 2 chia cho x bình phương x tiến tới 0 bằng này x bình bình hết bằng lim 1 chia cho căn của 1 cộng với x bình cộng 1 x tiến tới 0 cộng với hàng này sẽ bằng lim của 2 này sin x trên 2 chia cho x trên 2 tất cả bình phương. Thì chỗ này tự nhiên ta đang chia cho 4 này thì phải nhân 4 chỗ này để chia 4 đây. X tiến tới 0. Thì chỗ này sẽ bằng 1, vậy đây 1/2. Thằng trước này bằng 1/2 đúng không? Thay 0 vào đây là 1/2. Cộng với 1/2 là bằng 1. Đó. Giới hạn rất là dễ thôi, đúng không nhỉ? Ok.